Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm bốn số chẵn liên tiếp có tổng bằng 1, 5, 6. Thì mình lấy ví dụ về bốn số chẵn liên tiếp nè. Ví dụ nè, 0 nè, rồi tới 2 nè, rồi tới 4 nè, rồi tới 6 nè. Được chưa ạ? Thì đây là khi một số này là 8, được chưa? Đây là năm số chẵn liên tiếp. Thì làm sao biết nó là số chẵn à? Thì các bạn nhìn vào cái hàng đơn vị giúp mình. 0 nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 7 số chẵn. Số chẵn là số có hàng đơn vị hay là số tận cùng là 0 nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8. Ví dụ nha, ví dụ 1076 thì hàng đơn vị là số mấy ạ? Số 6. Vậy số 6 đây, vậy nó là số chẵn. Ok chưa ạ? Các bạn đã biết được số chẵn chưa ạ? Rồi, vậy bốn số chẵn liên tiếp là sao? Ví dụ đây, ví dụ 0 là số chẵn thứ nhất nè, 2 là số chẵn thứ 2 nè, 4 là số chẵn thứ 3, 6 là số chẵn thứ 4. Được chưa ạ? Vậy bú từ số chẵn thứ nhất bú lên số chẵn thứ 2, các bạn cộng thêm mấy ạ? Cộng thêm 2. Từ thứ nhất mà bú lên số chẵn thứ 3, các bạn cộng thêm mấy ạ? Cộng thêm 4. Từ số chẵn thứ nhất các bạn lên số chẵn thứ 4, các bạn cộng thêm mấy ạ? Cộng thêm 6. Được chưa? Nhưng số chẵn thứ nhất các bạn có chưa ạ? Chưa, nên các bạn gọi giúp mình giải nha các bạn. Giải gọi x là số chẵn thứ nhất. Tiếp theo mình sẽ có x, đây là x nè. Vậy muốn lên đây x cộng cộng 2, x cộng 2 là số chẵn thứ hai. Tiếp tục x cộng mấy ạ? Cộng 4 là số chẵn thứ 3, x cộng 6 là số chẵn thứ 4. Rồi các bạn tìm tổng mang đó là x nè, cộng x cộng 2 nè, cộng x cộng 4 nè, cộng x cộng 6 nè. Được chưa ạ? Bằng 156. Để bài cho. Được chưa ạ? 156. Rồi các bạn để ý chỗ này, 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng, 4 thằng. 4 thằng x là 4 nhân x. 2 cộng 4 cộng 6 bằng mấy ạ? Bằng 10, 12, bằng 156. Được chưa? Rồi, các bạn lại quay về phép gì ạ? Phép cộng nè, đây là số hạng, đây là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng nè, ta lấy tổng 156 trừ đi số hạng đã biết. 156 mà trừ đi 12, 6 trừ 2 được 4, 5 trừ 1 được 4, hạ 1, vậy là ra 4 nhân x bằng 144. Rồi đây là quay về phép gì ạ? Phép nhân, đây là thừa số, đây là thừa số, đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số nè, ta lấy tích 144 chia cho thừa số đã biết. Rồi 144 chia cho 4 bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ giải ra tìm được chữ chữ x. Chữ x đó chính là số hạng thứ mấy ạ? Số chẵn thứ nhất. Rồi muốn tìm số chẵn thứ hai, các bạn lấy kết quả đó cộng thêm 2. Muốn tìm số chẵn thứ ba, các bạn cộng thêm 4. Muốn tìm số chẵn thứ tư, các bạn lấy kết quả đó cộng thêm 6 giúp mình. Được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.